chuyến cuối cùng đấy. Chuyện làng nhô. Có 50 cân thôi chứ không không nhiều nhặn gì đâu. Nhọc 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 nhọc. Ôi giời ôi giời ôi giời. Nhọc quá các bác ạ. Anh em ông sọc cái máu nhau không để sọc lẫn mặt với nhau rồi lại âm đi. Công việc của ngày hôm nay đã hết các bác nha. Anh em tôi thật là cố gắng chôn thế là xong 200 cái cột để suốt xung quanh ao này các bạn, 7 mẫu. Vâng các bác ơi, lúc anh em tôi ở khênh hôm nay khênh cột bê tông là nặng vất vả quá. Thế bây giờ thì cũng chuẩn bị cho bữa nhóm xuống này thì là anh em mình này làm gà lối bác nhỉ? Làm lối thôi. Lối nhỉ? Công nhất thì. Còn chờ chủ tịch về thay quần bắt đấy. Quần mới tình vợ mới may bắt đấy. Rách kìa vợ mắng. Vâng, trong thời gian khanh cột thế anh em tôi nữa vai nghĩa là đầu sưng u này. Bác này còn vai u thì bắp nhá, nhưng mà thực ra là vai sưng không phải u đâu. Đầu cả sưng hông này. Thật trưởng ban đấy, hôm nay khanh đấy mấy cái. Cái mẹ cột nặng lắm. Có mặt đâu còn dài đâu. Thế khanh xong rồi anh em tôi cũng phải làm tiếp bồi bó vào đấy cho nó quá cùng cái vai nó không quá đi đó. Hồi phục chức năng này. Bây giờ cái riêng cái bát gạo để bác chủ tịch bắt này. Đây là chủ tịch về rồi. Biết khoác quần sợ gà bánh. Không được. Đi cho anh em bắt gà nhá. Bác này người đi đến đâu cá theo đấy nhá, này đúng cá thời Bác Hồ chưa, cá như cá của bác vỗ tay này cứ đi theo thôi đấy. Ô ra bắt gà, ra bắt gà kìa. Nó ở đâu, đang ở đâu với bác? Cứ còn to nhất. Bác còn già nhất hả? Già nhất. Đây là đây. Cái gà nuôi ngô các bác này, thóc cái ngô đấy, là bạn thóc rồi nha các bác này, thóc vất đấy. Một buổi ngày đi làm việc vất vả là cứ phải bồi bổ bằng cái món này các bác, chân tay nó mới cứng xương. Thì sáng này khênh mấy cái trăm cột bê tông này rã rời hết rồi này. Có được chục cân không? Bao nhiêu? Gần 8 cân. Tự nhiên mẹ vén nó lại vậy cứ tiền. Vậy cân này phải 6 lạng. Vậy cân dưới 8 cân. Con này vớ vẩn cân hơn.
Thế là chồng con đuôi. Rồi lên chồng nó đồ khổ đi thôi. Con này nặng lắm. Bốn cân bốn. Giờ đi mua đi 6 quả trứng, 60 quả trứng thịt lộn nữa. 70 quả đi. 30 quả thôi. Cái loại này phải giữ cẩn thận, nó đánh cho bục nách rồi đấy. Cô giáo. Đây không bình thường đâu, gà khu này. Kinh lắm. Cái bị giữa này nhỉ? Đi bán vào. Tháng nó giải trên 3 triệu. Con cá thì con nó bóc. Con ra cho thợ. Như thịt trâu nhỉ. Riêng cái món nấu thì mình sẽ ăn thêm trứng vịt lộn đây này. Chắc mình đập thêm cho nó ngọt nước. Nấu là thì mình ăn thêm ngô đây này. Ngon. Cái món này là nhúng vào cái này cho nó phồng lên là chén luôn đấy. Tiếp theo là đến món đậu nha. Cái đậu trắng này. Vâng, đã hoàn thành 4 đĩa nha. Tức là 2 chả và 2 đậu đấy. Mấy đậu mới có 69 thôi. Vâng, đây là cái nồi vừa ngô này. Lại vừa để trong nhà nó lâu năm rồi. Thầu thái đấy hử? Vâng. Cho bà. Trong vừa đây. Miếng măng đây. Mình cho bác cái thịt gà đây này. Thịt gà chạy bộ chạy mấy cây số nhé? 8 cây. Ngon năm rồi. Dập họng. Vâng nhá, cái bữa cơm tối hôm nay là anh em tôi đã làm xong đôi đấy rồi, bây giờ chỉ còn nồi mâm thôi. Thế xin mời mọi người nhá cùng thưởng thức cái bữa lẩu gà hôm nay, là lẩu gà, lẩu thập cẩm, lẩu mọi thứ, đậu rồi hoa chuối rồi rau muống cái dọc cải vân vân nhiều lắm. Vâng, xin mời các thưởng thức thôi. Đây trứng à. Vẫn to đấy bạn, vẫn to. Bình tĩnh thì tôm chưa ăn được đâu. Ôi giời ơi, chân hôm nay lại vỡ được cái chân đây rồi. Ôi,
Đâu, đứa nào chuẩn bị đưa bát này, bố xúc mì tôm chưa? Hai cái nước dân tộc của quảng về. Về. Ăn cơm nữa. Ăn cơm nữa. Đây, đường nữa đây. Không cần cha đâu. Đây. Mình cũng cần 4 ngày giờ là xong rồi. 5 phút nữa thì... Nó hết rồi, nó xào ra. Nhiều nước không chả ăn này rồi chứ đừng có thiết này không còn gì ăn. Vả nhá, vả đây, mang tiếng ra nấu toàn ăn mì tôm. Hôm nay có cái bầm hồng chứ kia mới bầm trắng bầm tóc được dữ. Đây, cái trứng này, trứng mới là thơm, trứng mới là thơm, ngon lắm. Vào đi. Bố 2 3